Quay lại vấn đề ở đây là tôi sẽ chỉnh sửa cái dim, chọn cái dim này. Đây, edit thoại R22. Thì bây giờ đầu tiên là cỡ chữ là 2.0 này. Tôi gạch ngang này, phông chữ này. Được nha. Chọn đây là 0.8 width filter. Đúng không? Là chiều rộng này. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ chọn ở phần text trước. Text width filter là 0.8 này, độ dẹt này. Cỡ chữ đây là 2.0 này. Được nha. Text gì? Text office là cái khoảng cách từ đây đến đây này nha, chọn đây này, nó đây này, thường cái này sẽ là một, từ đây đến đây là một này, người thấy không? Ok, còn đây là trái phải, còn phông chữ đây UTM này, đánh vào đây phông chữ đây. Ok, xong. Thì vấn đề bây giờ cái liên quan đến việc ở đây là việc gì? Việc cắt chân dim này, đúng không? Thì dim nó có hai kiểu như sau này. Chọn này là dim wall face này, wall center này, core center, cái này các bạn biết chưa? Wall center là dim chính giữa tường đúng không? Wall face là dim bề mặt hoàn thiện đúng không? Center of core là gì? Chính giữa lớp lõi đúng không? Đúng không? Còn ở đây là gì? Face of core là bề mặt lớp lõi, nó ngoài dim một lớp nữa chát được này. Dim phần thô này. Thì cái này dim cho phần tường xây. Đấy nhá. Tường xây thì tôi lại chọn là face of core để dim. Còn phần nội thất thì tôi phải dim là gì? Wall face. Này, đây nó phải chọn là wall face, là bề mặt tường. Còn dim nội thất ấy là phải dim từ thằng này cho đến thằng này, hoặc thông thủy thằng này thì mới kê được bàn chứ. Ông ấy đi dim phần thô thì cái thằng nội thất vỡ mõm luôn. Đúng không? Xong rồi lười quá thì lại bảo là gì nhỉ? Đến bản shop thì sẽ có thằng nó chỉnh khai tiếp nha. Đấy, nó không có tâm với nghề nha. Còn làm thì mình phải lường trước những cái chi tiết đấy. Wall face này. Này, các bạn sẽ thấy đây, tôi chọn ở đây là cái dim của tôi là đây, cuối cùng này. Chọn một loại dim thôi này, cảm thấy không? Thì dim này ra các bạn thấy cái chân dim nó tận đây không, đúng không? Thì các bạn vào editor này, các bạn sẽ thấy nó ở đây ấy, có phần là whiteness line control này. Thì các bạn sẽ thấy nó đang là warp to element, warp to element ở đây, và ở đây nó cái là white line warp to element, có nghĩa là khoảng cách từ đây đến đây đang là 2 mm này, từ đây này. Từ chân, từ điểm công trình đến cái chân dim này, đây này, nó có hai kiểu dim là như vậy. Còn kiểu thứ hai này, nếu mà chọn đây editor, nếu bạn chọn ở đây nó có kiểu thứ hai là kiểu fix to dim line, là cắt chân dim ấy nha, cắt chân dim amply, thì nó lại tính từ cái phần này đến phần này là bao nhiêu, là 2.4 ấy, đây này, chiều dài. Nó có hai cái kiểu dim là dim từ chân công trình cách ra là bao nhiêu đến cái chân dim đấy, và các cái chân dim ấy nó cứ chồng đè lên nhau, hiểu không? Còn kiểu thứ hai là cắt chân dim, thì cắt chân dim tôi chọn đây là 5.5. ok, thì từ đây đây là bao nhiêu, 5.5 đúng không? Còn chọn đây này thì nó có hai phần là extend từ điểm này điểm này điểm này điểm này, chọn đây thì ví dụ như các bạn chọn đây nó sẽ là bao nhiêu, tôi chọn đây là 2 chẳng hạn. Bạn thấy từ đây nó ngắn lại không? Đây này, extension này, widest là line extension này, bên trên này widest là extension 2.0 ở đây. Bạn thấy này ngắn lại không? Đúng không? Thì nó sẽ có là cắt chân dim này, extension phía trên này, extension phía dưới này. Mọi người thấy không? Cái này là phần dim này, còn phần này là extension lên trên này này, phần này widest extension. Còn ở đây sẽ là gì? Dim line extension. Dim line extension là phần này, được chưa? Còn white line extension là phần này. Còn ở đây sẽ là warp to the element này. Mình chọn ở đây là fix to dim line, thì ở đây sẽ là white line length, là chiều dài thằng này. Còn bây giờ nó phần còn một phần này nữa đúng không? Đó là cái phần tick mark. Các bạn nhìn cái chữ tick mark không? Tick mark ở đây này. Đó. Thì nó đang là diagonal 3 là 3 đây. Ok, các bạn vào Melister đây, chọn vào phần
Additional và chọn cho tôi vào cái phần là temporary. À đây, nhờ. Chọn này, chọn vào phần Arrowhead. Tất cả các cái mũi tên chỉnh sửa cái gì liên quan đến mũi tên rồi là tích thì chọn vào Arrowhead. Thì mọi người sẽ thấy đây này. Nó có phần Arrow này, rồi Diego này. Để ví dụ như Diego đây. Tôi duplicate này, tôi chọn vào đây. Ví dụ tôi chọn đây là D DG được nha. Ví dụ như là 2.0. Ok, thế tôi sửa ở đây là bao nhiêu? 2.0 rồi. Ok. Các bạn chọn đây. Editor và các bạn thay thế ở đây là gì? DG 2.0 này. Thấy không? Cái tích mắc này. Nó sẽ ngắn lại nha. Các thấy không? Còn nếu các bạn muốn chỗ này là đốt đốt đát hay là cái gì đấy hay là mũi tên gì đấy, ví dụ tôi chọn đây là mũi tên này. Này. Arrow. Chọn này. Các bạn chọn là dot chẳng hạn. Dot. Fill dot này. Fill dot 01 này, nó có sẵn rồi đúng không? Thì đây đang là 1. Ok. Các bạn phải chọn đây này. Edit này. Chọn đây này. Dot. Fill dot 01 đây. Này. Bạn thấy nó chấm chưa? Còn các bạn muốn mũi tên này, nếu mà các bạn làm cơ khí thì các bạn phải dùng mũi tên này. Ví dụ đây nó có fill này. Này. Thấy không? Kiểu này này. Nha, nhưng xin các bạn để cho tôi nó bình thường thôi. Được nha. Này. Cái kiến trúc mà làm. Hiểu không? Vì các bạn biết vì sao, ví dụ như đây, tôi chọn này thì tiếp tục tôi đi tiếp vào đây. Đây. Này, đây. Bạn thấy không? Đến đây nó bắt điểm này. Bạn thấy nó bị bắt điểm này không? Tôi chọn này. Này. Nó bị bắt điểm đây này. Editor. Nó bị bắt điểm ngay ở cái vị trí này này. Thì chúng ta có bắt điểm này, này. Chọn này, này. Editor này. Thì ở đây nó có chỗ bắt điểm này. Là dim line slab distance chọn này. Ví dụ tôi chọn này 5 cộng 5 7.5. Tại sao tôi chọn là 7.5? Mình chọn đây. Tôi kéo đây này. Các bạn thấy nó bắt điểm này này. Thì điểm từ đây đến đây là 2 cộng từ đây đến 5 phẩy mấy? 5.5 thì là bao nhiêu? 7.5 thì cái nét này ấy, nó không trùng lên trên nét này này. Hiểu không? Và các bạn cứ dim đến vị trí đấy thì nó làm sao? Nó bắt điểm thôi. Đây này. Thấy không? Nó có phần snap bắt điểm mà. Nên là dim các thước dim. Và khi các bạn phải hiểu cho tôi một vấn đề ở đây ấy, là cái thước dim tiêu chuẩn là thước dim như thế nào. Các bạn đã bao giờ biết cái thước dim tiêu chuẩn là thước dim nào chưa? Đấy, các bạn thấy nó bắt điểm không? Đấy. Đấy nhá. Khi mà người ta làm, người ta hiểu ấy, người ta vẽ nó rất là nhàn. Này, thấy bắt điểm không? Này. Đấy, kích vào đây thôi. Đấy. Làm sao ấy, cái thước dim ấy, làm sao để cho cái phần này này sao to thế nhỉ, đúng cái màn hình to thật nha. Có nghĩa là cái thước dim từ đây đến đây này, nó bằng từ đây đến đây này, khoảng cách này, khoảng cách này. Để làm sao có một cái thước dim ấy, sau này nó một cái số ghi chú ở dưới ấy, nó vẫn đủ một cái số ở đây. Nếu mà nó là song ngữ, nó là hai kích thước, mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Có nghĩa là khoảng cách từ đây đến đây là nó phải bằng nhau. Đúng chưa? Thì nhìn nó sẽ đẹp. Chứ không phải ngẫu nhiên người ta đưa ra một cái thước dim làm gì cả đúng không? Chọn tỷ lệ xong dim nó to tướng. Có hiểu đây không?